Chúng tôi là sinh viên đại học ngoại thương. Chúng tôi là sinh viên đại học ngoại thương. Chúng tôi là sinh viên đại học ngoại thương. Chúng tôi là sinh viên đại học ngoại thương. Chúng tôi là... cố gắng hiện thực hóa những điều còn xa vời, học kinh tế không thể lỗ, bài nhạc này đã rất cố để ra lời. Năm học mới, tinh thần mới, không có gì khó mà tao không thể làm. Mua tín chỉ lên trên kết, ăn phát một luôn chứ không phải bàn. Nghe tao đổi flow cho nó lạ này ở làm chủ tế không thể qua loa được. Đi sau ủy ban kéo tất cả bởi vì nhà có vớ tu phải phát qua loa phường từ Hà Nội ra Quảng Ninh rồi kéo dài và tận đến Sài Gòn. Người ở đây tôi là Young Hustler, học và làm việc để đầu óc không mai mòn. Muốn làm giàu đến dành cả thanh xuân để và vớ tu thành một doanh nhân trẻ. Mày học ngu đến thầy bu ép học, tao học khôn tao vào trường ép học để mà điểm đẹp anh em bắt kịp cùng với thời đại 1.0. Ngày không phải flex nhưng ở ngoại thương xung quanh anh toàn 1.0. Sinh viên toàn cầu nên về cơ bản nhà của anh làm nó cũng phải gọi là hợp tai. Flow nó phải giòn để quay top top, anh em nào nghe cũng phải gọi là surprise. Đăng lên YouTube nó phải like và subscribe. Overwhelming nó về năng lượng thì phải gọi là good vibe. Càng tao cắt kéo tại nhà A trên con Air Force trắng. Cũng hai cao một thằng mày tắc, tao tản bộ 7 tầng. Vừa ngoại thương tài ngang nó chát, anh em tao nhả vần. Bọn tao chơi phát không phóng đại, ở phật tù không cần ngại. Có ước mơ chơi gì nhất chưa make it can work overnight. Đứa làm hoa hậu thằng người tiến sĩ chơi theo bản lĩnh không cần phải nghĩ. From chùa làm quyết bếch cho the world freaking try it dẫn ngay mày một vòng. Đi từ nhà A tao phóng sách nhà B chứ không có nhà C. Chuyển tiếp sang nhà D, nhà D trắng trèo trong nhà D căng tràng như phật tù girl mà tôi xin thế nhẹ. Từ nhà D tao chạy sang nhà E, nhà E ở đâu thì tao lại không biết. Quay nốt nhà F xong phòng sang nhà G để tao lấy xe còn về nhà kịp giờ. Play hard, work hard, making money với trí tuệ trong đầu là sự khác biệt. Bố nên dẫn đầu từ bọn mày cố gắng đến không được đâu. Từ bọn mày ước nó vốn luôn nằm ở đây. Bọn tao đi trước làm tiền để cho sau này làm nhạc ngoan ngoan được gọi là phải chạy. Thổi trước khi dùng không cần thay bị bóng tay. Nhìn như thầy Vũ nhưng lại rap như Logic gọi đấy là đang đi làm tránh ngành. Và hơi nhiều project vào cuối tháng nên đang thi nên bên này không cố để viết nhiều. Thời sáng là công ty để buổi chiều đi học để buổi tối còn đi làm cái khác. Stereotype về sinh viên của vật tu anh đang phổ biến nó thịnh phát. Chẳng sức như ngàn đô anh vẫn chưa thể làm được, nhưng một nửa của ngàn đô thì anh đã làm được nhiều. Đấy không phải là flex, đây là cách mà bọn anh giữ mình humble trong từng buổi chiều ở hộ quan hệ nơi anh truyền điếu anh nhầm truyền đạt tài chính tiền tệ giao dịch quốc tế cùng với tư tưởng của Mark và Lenin ra sinh thần đá cùng với thân xoài kỳ nữa anh lại thêm con ây. Anh quen chị Trang cùng lớp hành chính đang làm cho công ty bên Tây. Chị bảo là cuối tháng này hoàn thuế chị lại có tiền đi xem jazz. Chị bảo là chùa láng này hơi tắc gửi mẹ cả Vincon này phải đi bộ hơi xa. Hồi còn ở nhà lễ phép vâng lời nên anh được cả đằng nội quý. Xong cấp 3 chăm chỉ học hành giờ anh được thêm cả ngoại thương. Hồi còn ở nhà lễ phép vâng lời nên anh được cả đằng nội quý. Xong cấp 3 chăm chỉ học hành giờ anh được thêm cả ngoại thương. Bấm nhá. Máy. Cố gắng hiện thực hóa những điều còn xa vời học kinh tế.